Xin chào mọi người. Chiến thành ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm, chương 5438 đến chương 5447. Vương Hòa lúc này sớm đã không còn cách nào chống đỡ, ngã trên mặt đất. Đừng giết ta, cầu xin các ngươi đừng giết ta, ta biết sai. Sau khi ngã xuống đất, Vương Hòa xoay người liều mạng cầu xin. Cho đến giờ phút này, hắn đã không còn khả năng chống trả, mới xem như không còn mạnh miệng như lúc trước. Vương Hòa trong lòng tràn ngập hối hận vì đã phách lối đến Bạch Hổ Thành tìm phiền toái, không những không thể cầm xuống phủ thành chủ Bạch Hổ Thành, không thể nào giết được Dương Thanh cùng ông hùng bá đám người, ngược lại còn có tâm cố mình lâm vào tình trạng diệt môn. Giờ phút này bên trong cửa có tâm to lớn, chỉ còn lại Vương Thiên Trạch sớm đã tê liệt cùng Vương Hoa trọng thương. Người tên phế vật này không cần thiết phải sống nữa. Ta mắt Ngô Hùng Bá nhìn về phía Vương Thiên Trạch ở một bên. Vương Thiên Trạch vốn là hừng hực lửa giận, theo đến đây để tận mắt nhìn thấy Dương Thanh phải chết. Hắn cho rằng phụ thân của hắn mang theo tâm môn cường hãn mà đến, tuyệt đối có thể đem phủ thần chủ Bạch Hổ Thành hủy diệt, tự tay báo thù cho hắn. Kết quả trò hay không nhìn thấy được, ngược lại còn khó giữ được tính mạng. Vương Thiên Trạch đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Dương Thanh, bọn họ suýt nữa đã bị dọa đến ngất đi. Chợt lớn tiếng cầu khẩn nói ra: cầu xin các ngươi đừng giết ta, ta đã là một tên phế vật, ta sẽ không tìm các ngươi báo thù nữa. Tất cả đều do mấy tên trưởng lão đáng chết kia, là bọn hắn lừa gạt phụ thân ta đến gây phiền phức cho các ngươi. Cầu xin các ngươi tha cho cha con chúng ta một mạng. Ta con đoan về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện tại cổ võ trùng giới. Cầu xin các ngươi cho cha con chúng ta một cơ hội cuối cùng. Không đợi Vương Thiên Trạch kịp nói hết lời, Ngô Hùng Bá đã hét lớn: tên phế vật này nói nhảm nhiều thế. Bất chợt ông ta đưa tay, một luồng linh khí đập thẳng vào trên thân Vương Thiên Trạch. Vương Thiên Trạch còn chưa kịp phản ứng liền đã không còn sinh cơ. Vương Hoa nhìn thấy điều này đau đớn tới cực độ. Hắn chỉ có Vương Thiên Trạch một đứa con trai độc nhất, ngày bình thường đối với Vương Thiên Trạch cũng 10 phần quan tâm, bây giờ Vương Thiên Trạch lại bị giết ngay trước mặt hắn. Nhi tử! Vương Hoa cực kỳ bi thương gào lên. Ánh mắt băng lãnh tràn ngập cừu hận của hắn quét nhìn về phía Ngô Hùng Bá. Ngô Hùng Bá lập tức nhíu nhíu mày bất mãn nói: khủng khiếp, những cái gì mà nhìn, sao thế, người không phục sao? Người sắp chết đến nơi, ta không đưa nhi tử phế vật kia của ngươi lên đường đi cùng ngươi, chẳng lẽ còn lưu lại để ta đi chiếu cố cho hắn hay sao? Đối với những người khác, thủ đoạn của Ngô Hùng Bá đương nhiên sẽ không tàn nhẫn như thế, nhưng hai cha con cực quả tông này, Ngô Hùng Bá cho dù có nằm mơ cũng muốn giết bọn hắn. Tại trong khoảng thời gian Dương Thanh không có ở đây, hai phụ tử bọn hắn đã không ít lần kéo đến tìm phiền phức. Trước đó Vương Thế Trạch còn kém chút nữa đã giết chết Ngô Tử Kính, con trai của ông ta. Từ một khắc đó trở đi, Ngô Hùng Bá thầm thề trong lòng, cho dù là phải trả giá bằng tính mạng của mình cũng phải đem hai cha con cựu hóa tông này giết chết. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội báo thù, Ngô Hùng Bá làm sao để thấy mềm lòng bỏ qua cho tính mạng Vương Thế Trạch được chứ? Nếu không phải là vì bản thân không có thực lực chống lại cựu hóa tông, Ngô Hùng Bá đều sớm muốn giết hai cha con cựu hóa tông này vô số lần. Vương Hòa vốn dĩ đang cầu xin tha mạng, tại sao khi nhìn thấy nhi tử bị giết chết ở trước mặt, hắn không còn cách nào chịu đựng được nữa. Nghe được lời nói của Ngô Hùng Bá, sát ý lạnh như băng trong ánh mắt hắn không hề thuyên giảm chút nào, trực tiếp uy hiếp nói ra: Ngô Hùng Bá, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi thực sự cho rằng các ngươi có thể giết được Vương Hoa ta sao? Dám giết con trai của ta, Vương Hoa ta phát thệ, tại trước khi chết, tuyệt đối trước tiên sẽ tự tay khiến ngươi thành hồn phá diệt. Các ngươi đúng là có thể hủy diệt cực có tâm của ta, nhưng các ngươi tuyệt đối không cách nào giết chết được ta. Nghe được lời uy hiếp của Vương Hoa, Ngô Hùng Bá mọi người như nghe được một chuyện cười lớn nhất trên thế gian, lập tức phá lên cười. Thế nhưng là giờ khắc này, Dương Thanh lại cảm nhận được một tia nguy hiểm, không khỏi nhíu mày: cẩn thận! Ngay sau đó Dương Thanh quát to một tiếng, trực tiếp đem Ngô Hùng Bá đẩy ra. Tại nháy mắt Dương Thanh đem Ngô Hùng Bá đẩy ra, chỗ đứng mới vừa rồi của Ngô Hùng Bá trực tiếp bị nổ ra một cái hố to. Sắc mặt Ngô Hùng Bá nhất thời tái nhợt, ông ta hết sức rõ ràng mới vừa rồi nên như không phải Dương Thanh kịp thời ra tay thì ông ta giờ phút này cho dù không chết cũng phải tê liệt suốt một đời. Ngô Hùng Bá tức giận không thôi, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Vương Hoa, tức giận nói: người lão khẩu này lại còn dám đánh lén ta.
Vương Hoa thấy không thể giết chết Ngô Bá, mặt mày nháy mắt liền dữ tợn, trong mắt bắn ra hàn quang. Ngay sau đó, tại trong lúc Ngô Bá phóng tới Vương Hoa, hắn lần nữa vỗ về phía Ngô Bá một chưởng. Một cổ khí lãng kinh khủng nháy mắt từ trong lòng bàn tay Vương Hoa bắn ra, thân thể Ngô Bá lập tức khựng lại, không thể không hội tụ lên lực trong tay, một kích cường thế quét về phía Vương Hoa. Đồng thời, Ngô Bá khẽ xoay người, trực tiếp từ trước mặt Vương Hoa tránh thoát. Ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng một chưởng mà Vương Hoa vừa bộc phát ra kia, khí tức cực kỳ khủng bố. Mặc dù tu vi của hai người bọn họ đều ngang nhau, mà Vương Hoa giờ phút này bản thân lại còn bị trọng thương, nhưng Ngô Hùng Bá phát hiện ra chính mình vẫn không cách nào ngăn cản. Ngay cả Dương Thanh ở một bên cũng có chút nhíu nhíu mày, cảm thấy mười phần chấn kinh. Dưới đó thì Vương Hoa trong mắt anh chính là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Chẳng qua Dương Thanh rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Vương Hoa sở dĩ đột nhiên trở nên mạnh như vậy là bởi vì trên cổ tay hắn có mang theo một chuỗi Phật châu lớn bằng hột đào. Toàn bộ linh lực đáng sợ mà Vương Hoa bộc phát ra đều đã tới từ chuỗi Phật châu này. Bên trong Phật châu ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố. Cho dù bản thân Vương Hoa đã bị trọng thương, nhưng hắn dựa vào chuỗi Phật châu này mới thấy bộc phát ra thực lực kinh người. Ngay cả Ngô Hùng Bá không dám chính diện ứng phó. Thấy Ngô Hùng Bá né tránh, Vương Hoa không có chút nào dừng lại, hướng về phương hướng Ngô Hùng Bá tiếp tục bộc phát toàn lực. Ngô Hùng Bá một bên tránh né tứ phía, một bên luống cuống tay chân bộc phát ra linh lực phản kích Vương Hoa. Hai Thanh Long mấy người ở một bên thấy thế cũng nhao nhao vọt tới trợ giúp Ngô Hùng Bá. Thế nhưng mà người không nghĩ tới chính là Vương Hoa đối mặt với 30 người bọn họ vậy mà vẫn có năng lực ngăn cản, phản kích vẫn mười phần cuồng bạo. 30 cường giả trận đấu nhất thời đúng là không một ai có thể tới gần Vương Hoa. Dương Thanh thì đứng ở một bên quan sát, xem như cho 30 người này lần luyện thực chiến mà không hề nhúng tay hỗ trợ. Hà Thanh Long nhưng không được cảm khái nói ra. Lá giờ này vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cũng đã gần sắp chết, hiện tại sao lại đột nhiên mạnh lên như vậy được chứ? Liền xem như hồi quang phản chiếu cũng thế nào trở nên cường thế như vậy được ra. 30 người chúng ta vậy mà đều không phải là đối thủ của một mình hắn. Lúc này mà Thanh Tu tiếp lời Hà Thanh Long nói ra. Trên người hắn nhất định có đồ vật gì đó, nếu không hắn không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Hắn đã thụ thương nghiêm trọng, đoán chừng cũng còn kiên trì được bao lâu nữa. Mà Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói ra. Và chúng ta cứ chậm rãi mài chết lão cẩu này, nhìn hắn còn phát lối như thế nào. Vừa nghe vậy, Lôi Chính Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói ra. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Cơ Võ Tông có đội tình hùng hậu, Vương Hoa hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, mọi người vẫn nên cẩn thận là tốt hơn. Lôi Uyển Nhi tiếp lời phụ thân nói ra. Phụ thân nói không sai, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, nên đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giết chết lão cẩu này. Dù sao thì trước đó khi Vương Hoa ngã xuống trên mặt đất, mọi người cũng thừa dịp thời điểm hắn suy yếu nhất trực tiếp chém giết. Dẫn đến sau này khi mọi người đang chế nhạo Vương Hoa thì hắn cũng vừa kịp nhân cơ hội điều tức lại một chút, vậy mà nháy mắt lại bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Lúc này Vương Hoa càng đánh càng điên cuồng, giống như một tôn sát thần. Hắn không nói gì cũng kêu gọi rầm rĩ nữa, mà đã đem tất cả lực lượng để dùng để điên cuồng đối phó với Ngô Hùng Bá 30 người bọn họ. Hắn tự nhận thức được biết mình không phải là đối thủ của Dương Thanh, nếu thật không Dương Thanh sẽ chỉ chết càng nhanh hơn mà thôi. Cho nên hắn cũng để ý tới Dương Thanh ở một bên còn phải đứng nhìn, mà Ngô Hùng Bá là người ở ngay trước mặt giết chết nhi tử hắn. Cho nên giờ phút này Vương Hoa chỉ muốn tại trước khi chết trước tiên giúp nhi tử báo thù giết chết Ngô Hùng Bá. Những cường giả đứng chung chiến tuyến cùng Ngô Hùng Bá hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ngô Hùng Bá giờ phút này cũng mười phần tức giận. Vốn dĩ trong mắt ông ta, một kẻ mà ông ta tùy thời để thể bóp chết, vậy mà suýt nữa đã khiến ông ta trọng thương, đồng thời còn càng lúc càng trở nên kinh khủng. Ngô Hùng Bá uy hiếp nói ra. Vương Hoa, ta thừa nhận ngươi bây giờ hoàn thành chính xác rất mạnh, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi hôm nay có thể chống đỡ được bao lâu. Ta không tin ngươi có thể tại trong tay 30 người chúng ta còn giữ được mạng sống. Vương Hoa hừ lại một tiếng. Vương Hoa, ta cũng phải là Ngô Hùng Bá, ngươi loại phế vật này làm chuyện gì cũng đều cần những người khác hỗ trợ, nên như không phải có người khác giúp đỡ ngươi, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cái thứ rác rưởi này bây giờ còn có thể sống được hay sao? Ta hôm nay có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không phải chết tại trong tay ngươi Ngô Hùng Bá tên phế vật này, bởi vì ngươi không có bản lĩnh đó. Mà lại ta tại trước khi chết nhất định cũng sẽ đem ngươi giết chết.
người ở trước mặt ta cũng phát lối không được bao lâu nữa đâu. Ngô Hùng Bá 30 người bọn họ, thực lực mặc dù khủng bố nhưng Vương Hoa lại không sợ chút nào. Trước đó Vương Hoa bị dọa đến cầu xin tha thứ, chẳng qua cũng là vì thiên kỵ Dương Thanh. Tại trong tay Dương Thanh, hắn không có cơ hội sống sót mà thôi. Cho phút này Vương Hoa cũng nhìn ra, Dương Thanh hôm nay tuyệt đối sẽ không cho hắn con đường sống. Cho nên cho dù như thế nào đi chăng nữa, cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Chẳng thà trực tiếp lựa chọn tại trước khi chết, có thể giết chết càng nhiều người càng tốt. Vương Hoa trong lúc cường ngạnh nói chuyện để bộc phát ra vô số luồng công kích kinh khủng, đánh về phía Ngô Hùng Bá 30 người bọn họ. 30 người bị chấn động đến cùng nhau lui lại, hai tay vội vàng ngăn tại trước ngực, che chắn để trái tim không bị chấn vỡ.